Alo mọi người, Yến sẽ hướng dẫn mọi người cái cách xin visa Hàn Quốc mà đi từ Nhật Bản nha. Thì trước tiên là mình vô cái trang web này, mà mình có thể gõ y chang cái dòng chữ này ra cũng được, overseas y chóc luôn, mô pha này ha, cũng là như vậy, y chang cần gạch dưới này 1106 list do chẳng hạn vậy, y chóc như vậy, gõ ra là được. Xong ở dưới đây á, mình có thể mình chọn, mình coi thử ở dưới nó có cái chỗ này nè, cái dòng thứ ba nè, gọi là cái visa để mà mình có thể mình đặt cái cuộc hẹn. Mình đặt cuộc hẹn. Tại vì hồi xưa đó, cái cách cách trước đây đó thì xin visa Hàn Quốc thì cũng đi lên rồi nộp thôi, chứ không có cần phải đặt hẹn. Còn bây giờ để bước chân để nộp được đơn thì họ phải cho mình cái ngày hẹn, hẹn trước ở web, xong rồi mình chọn được đúng cái ngày đó, cái giờ đó mình mới lên tới trên lãnh sự quán Hàn Quốc và mình mới nộp hồ sơ. Thì nếu cái khâu mà đặt hẹn như thế này nó cũng rất là quan trọng. Nếu không đi vô đặt nhanh á thì lúc mà mình mở ra một cái là người ta đặt full rồi, thì mình không có đặt hẹn được thì mình không có nên lên nộp được. Mà nhiều người người ta cần visa gấp á thì người ta không đặt hẹn được á, thì người ta đành phải nhờ qua cái dịch vụ 15.000 yên lực thì tới mấy triệu bạc để cho cái visa, thì nó mắc gần tương đương với cái vé máy bay mà giá rẻ đi Korea rồi. Tháng nó chỉ mở ra có 2 lần để cho mình đặt hẹn thôi. Ngày 21 tháng 9 thì họ sẽ nhận cái đặt hẹn cho vào cái thời điểm là 25 tháng 9 cho tới ngày 6 tháng 10. Đúng 10 giờ thì người ta mới mở web để cho mình click vô mình đặt. Còn nếu trước cái giờ đó là mình sẽ không đặt được. Mình phải login vô mình mới được quyền đặt hẹn. Thì cái thao tác nó rất là mất thời gian. Cho nên mình trước đó là mình phải login vô trước. Mình Yến sẽ chỉ cho mọi người, hướng dẫn mọi người cái cách login vô trước để mà mình ngồi đó, cái máy của mình sẽ treo đó chờ đúng 10 giờ hoặc 10 giờ 1 phút 2 phút gì đó, họ mở ra một cái là mình bấm vô mình chọn cái là xong luôn. Nếu mà không login vô sẵn thì chỉ cần mà 5 phút thôi là tất cả những ngày đầu tiên cho mình, ví dụ như ngày 21 là nó sẽ cho đặt hẹn cho cái ngày 25, thì 25 là ngày sớm nhất đúng không, mình chỉ cần trễ khoảng chừng vài phút thôi là ngày 25, 26, 27 chẳng hạn gì đó là nó đã full rồi. Tại vì tất cả mọi người đều chờ đợi cái ngày đó để đặt hẹn mà. Ví dụ như Yến sẽ chọn như cái này. Mọi người nhớ nha, cái trang số 3. Đây, nó sẽ cho mình cái lịch, cái kỳ sắp tới là phải tới ngày 5 tháng 10 nó mới mở cổng này ra lại. Muốn đi du lịch đó thì mình phải canh cái ngày để mà mình xin cho nó phù hợp. Thời gian mà ra visa là khoảng chừng trong vòng 1 tuần. Nó hẹn là trong vòng 10 ngày. Thì cuối cùng là từ thứ ba tuần trước mà mãi hôm nay thì Yến mới nhận được cái visa của Yến. Nhận visa cũng trên online luôn. Trước khi mà để mà đặt được cái lịch đó thì mình thấy nó rồi, thì bắt đầu mình bấm vô cái chỗ này. Mọi người nhớ nha, cái chỗ này nè, nó có cái ngón tay nè, mình sẽ bấm vô. À, ngay cái góc này nó có cái chữ tiếng Anh. Ngay phía trên đây nè. À, thì mình sẽ bấm vô trong cái chỗ, mình sẽ bấm vô chỗ này. Mình đặt hẹn. Đây nè, người ta kêu mình là phải login vô, hoặc là member, hoặc là non-member. Mình sẽ chọn là non-member ha. À, thì ở đây, nó sẽ có cái phần là trước tiên mình phải bấm vô đây. Mình bấm đồng ý hết đấy ạ. Bấm confirm. Ở đây mình sẽ gõ là cái tên của mình trên passport, địa chỉ email của mình ha, địa chỉ email của mình gõ xong đây mình sẽ phải chọn bên đây, mình gõ ví dụ như abc@gmail.com á thì mình gõ ở đây chữ abc thôi, xong ở đây mình qua bên đây mình chọn gmail, xong rồi mình ở đây mình sẽ chọn cái chế độ là nó báo cái code mà để xác nhận về email chẳng hạn. À, hoặc ai muốn email email hoặc là muốn gửi tin nhắn tới số điện thoại thì Yến thì Yến chọn email thì Yến chọn ở đây. Sau khi mà mình gõ xong á, mình gõ cái địa chỉ email xong mình sẽ bấm vô đây, mình kêu họ gửi cho mình. Thì sau khi mình gửi xong ở trên đây màn hình nó sẽ hiện ra, nó nói là tôi sẽ gửi tới cho email của bạn rồi. Mình bấm ok, người ta sẽ gửi cho mình một cái ha, đây nè, người ta sẽ gửi cho mình một cái như thế này. Thì vô đây mình sẽ gõ cái số ở này, đây cái số này nè, mình sẽ gửi vô ha. Ví dụ em gõ ở đây 16984 xong mới bấm vô đây verify. Thì sau khi gõ ở đây thì ở trên đây người ta báo rằng là đã được verify rồi, đã được xác nhận rồi, mình bấm ok. Sau đó ở dưới đây cái phần này là mình gõ cái số điện thoại của mình nè, contact information là đúng. Mình sau khi mình gõ số điện thoại mình vô cái mình bấm ở đây non membership login, cho ra một cái màn hình. Ở đây mình sẽ chọn cái chế độ là ở đây nó sẽ có là Japan, ở đây ở ở Nhật nó có 4 cái địa chỉ của đại sứ quán Hàn, người ở khu vực nào thì sẽ đi tới những cái khu vực đó để nộp đơn. Yến thì ở Tokyo thì Yến chọn cái địa điểm này. Và ở đây Yến sẽ chọn cái chế độ là visa cho cá nhân ha. Yến bấm vô đây cho mình chọn
Thì cái ngày hôm qua đó là nó sẽ mở từ ngày 25 cho tới ngày 5 chẳng hạn, đúng không? Thì mọi người sẽ thấy tất cả những ngày này đã full hết rồi, mình không thể đặt được. Tại vì chỉ nó mở ra một cái là nó full. Khi vào lúc mà mình mở vào đúng thời điểm mà cái cổng của cái website này nó mở ra đó, ví dụ mình bấm mình chọn ngày 25, nó phải ra cái màu trắng này nè, thì mình bấm chọn vô 25. Thì ở đây nó sẽ có những cái khung giờ, ví dụ 9, 9 giờ rưỡi, 10, 10, 10 rưỡi, 11, 11 rưỡi, 12 chẳng hạn vậy. Nó chỉ trong buổi sáng thôi. Thì mình sẽ chọn ở đây, thì ở dưới nó sẽ hiện ra là nó đã cho phép mình đặt rồi. Sau khi mình đặt thành công thì nó sẽ gửi cho mình một cái email, nó thông báo là mình đã đặt thành công. Và sau khi mà mình đặt thành công xong thì nó ở đây nó sẽ có cái phần gọi là mình muốn kiểm tra coi đúng hay không, thì mình check cái này coi coi có đúng hay không. Ví dụ trong cái thời điểm ngày đó đó, mình sẽ ở đây nó sẽ hiện ra là số mà mình đặt hẹn của mình ha, và mình lên để làm cái gì và tên của mình, ngày giờ ở đây. Cái ngày hôm đó thì tại vì Yến cũng sợ là mới đầu là Yến đặt ngày 15, Yến đặt ngày 15. Sau đó thì cái refresh tới lui cái trang web thì Yến lại thấy là lúc Yến chạy vô á, là trễ khoảng chừng 5 phút thôi. Thì cái ngày 12, cái ngày 12 là nó cái ngày đầu tiên của cái lịch, cái loạt đặt hàng đó đó, nó đã bị trễ rồi, có người full rồi. Nhưng mà sau đó Yến lại chạy vô lại thì Yến refresh lại thì có ai đó đã nhả ra, thì cuối cùng trống được cái lịch của cái ngày ngày 12 đó. Thì Yến lại vô lại, thì có nghĩa là cái thời điểm đó là Yến có đặt hẹn hai lần là Yến vẫn giữ đó. Thì ngày 12 tay Yến lên Yến nộp ổn xong, tại vì mình sợ là ngày 12 tay lên mà mình có vấn đề gì mình nộp không được á, nộp ngày 15 lại, tại vì mình có đặt hẹn mà. Sau khi Yến đặt hẹn thành công rồi á, nó về mình xóa đi, mình sẽ chọn ở đây cái mình bấm vô đây nó có cái ô để mà mình xóa, mình cancel cái cuộc hẹn đi. Mình cancel nó cũng báo cho mình cancel. Lúc mà mình đặt hẹn á thì nó cũng gửi cho mình một cái email, nó sẽ báo cho mình biết là cái ngày đó là mình sẽ đặt để lên làm cái visa. Đúng không? Nó sẽ đều, tất cả đều là có email thông báo hết ha. Đây là cái hồ sơ, tất cả cái form này không cần phải in ở nhà, ở trên đó nó có. Đây là cái form. Tất cả cũng đơn giản lắm. Ở đây là tên, tuổi, địa chỉ của mình ha, tất cả nên đơn giản là tên, họ ha. Và ở đây là đây nè, ở đây cái phần đây, đây là giới tính, đây là ngày sinh, đây là quốc tịch, nơi sinh, giống như cái chứng minh dân của mình hay cái gì chẳng hạn ha, hoặc là passport. Đây cái chỗ này là mình đi sinh là mình sẽ ở đi xin visa. Thì ở đây mình sẽ ở có mấy ngày đi chơi thôi, mình sẽ ở short term, nghĩa là mình ở thời gian ngắn, đúng không? Và ở đây mình ghi status of stay thì mình ghi là du lịch travel chẳng hạn ha. Và ở đây cái đoạn này thì mình không có ghi, cái đoạn này dưới này không ghi. Qua tới trang 2, ở đây mình sẽ chọn nha. Passport thì ở đây mình passport của mình là passport thường. Nghĩa đây là cái thường nha. Em sẽ đánh vô. Mình sẽ chọn ở đây là cái thường. Passport số của mình là số gì đó ABC gì đó ha. Và ở đây là tên country of passport, thế nghĩa là mình sẽ ghi là Việt Nam. Cái này nơi nơi mà mình được trên cái passport á, nó có cái nơi mà mình xin passport, ví dụ đại sứ quán Việt Nam tại Hà tại Tokyo, hoặc là ở ở, ở sở di trú Việt Nam hay gì đó ở đâu, mở cái passport ra nó có ghi. Rồi ở đây là cái ngày ngày phát hành passport và ngày hết hạn của cái passport. Và ở đây người ta sẽ hỏi mình là cái mình có một cái passport nào khác nữa hay không. Có những người người ta xong tịch á, người ta có hai ba quốc tịch á, nếu có thì mình ghi yes, nếu mà không có thì mình thường thì ở đây nó sẽ mình nếu mà no thì mình ở đây mình tick vô đây, nếu mà không có mình chỉ có một quốc tịch thôi mình bấm vô đây. Còn nếu mà yes mình có cái đó thì mình sẽ phải ghi ra, nếu là yes tôi có quốc tịch Mỹ nữa thì ghi ra, vừa có quốc tịch Nhật vừa có quốc tịch Việt Nam nữa thì ghi ra. Cái mục đích của mình đi cái passport của mình là passport dạng gì. Passport của mình thường thì nó sẽ là regular, là passport thông thường. Mình chọn ở đây. Ở đây là passport Việt Nam mà, cho nên mình sẽ ghi địa chỉ của mình ở Việt Nam, home country ha, nghĩa là địa chỉ mà mình đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam. Rồi mình đang sống ở Nhật thì mình ghi địa chỉ ở Nhật, current residential address nè, cái nghĩa là địa chỉ hiện tại ha, vui lòng ghi địa chỉ hiện tại. Ở đây là cái số điện thoại, ở đây mình ghi số điện thoại vô đây, và ở đây là cái địa chỉ email nha. Rồi trong cái trường hợp khẩn cấp thì mình liên lạc với ai? Liên lạc ở đây là mình ví dụ liên lạc ông ABC, đây là chồng của mình hay con của mình hay là bạn bè mình, bất cứ ai mà trong lúc mà cần thiết khẩn cấp, liên lạc trường hợp khẩn cấp thì liên lạc đây. Cái này là tên của người đó, số điện thoại người đó, cái đất nước của người ta và cái mối quan hệ với mình là ai.
là cái gì, ví dụ husband hay là friend hay là cousin hay là brother hay cái gì ha, anh chị em. Rồi ví dụ như ở phần dưới này là phần khai về tình trạng hôn nhân và gia đình. Thì tình trạng hôn nhân ví dụ đây là kết hôn, ở đây là ly hôn, ở đây là độc thân, quá chồng hay là cái gì cũng nằm ở trong cái phần độc thân luôn ha. Rồi ở đây là personal information, ví dụ như cái tình trạng nếu mà mình ở đây mình ghi là mình có kết hôn thì ở đây mình sẽ phải, ở đây là người ta là nếu kết hôn, mọi người nhìn đây ha, nếu kết hôn, còn mình không có kết hôn, mình đã ghi ở những hai cái cột này rồi thì cái phần này là mình không cần sử dụng nữa. Rồi ở dưới đây người ta hỏi mình là cái người nộp đơn có con hay không, có con thì mình ghi có, còn nếu mà mình không mình ghi không, thì ở đây mình sẽ có hai, ví dụ như Yến có hai đứa con thì Yến ghi có và ghi ở đây số đây là số 2. Rồi cái trình độ học vấn của mình là cái gì, trình độ học vấn của mình ở đây là bằng bằng master, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ gì đó ha, master thạc sĩ hoặc tiến sĩ hoặc là cử nhân hoặc là trung học hoặc là cái gì đó khác. Và nếu mà cái gì đó khác thì mình sẽ phải ghi ở đây, mình đang là sinh viên, mình chưa có tốt nghiệp, ở đây mình có thể ghi cái tên trường của mình đang học, ví dụ mình ghi là khác, khác thì khác ở dưới đây là cái gì thì mình ghi mình là sinh viên, student, sinh viên. Rồi ở đây mình ghi tên trường của mình đang học và tên vị trí của trường ở tỉnh nào, ở thành phố nào. Qua cái phần gọi là công việc thì công việc ở đây á là hoàn cảnh của cá nhân hiện tại là mình đang làm cái gì, ví dụ như mình không, mình thất nghiệp nè, mình làm kỹ sư hay là làm nhân viên làm gì đó, các thể loại là sinh viên nè, hoặc là người tự doanh như Yến là người kinh doanh thì ghi self employee nè, hoặc là mình được, mình là nhân viên đi làm thì mình gọi là cái người làm công ăn lương thì bấm vô đây, hoặc là người về hưu rồi thì bấm vô đây, hoặc bất cứ cái gì khác thì vô đây ha. Rồi nếu có cái gì khác thì mình ghi đi, ghi chi tiết ra đây đó. Ví dụ nếu cái người mà ai đang ở trong cái tình trạng mà số ai đang ở trong cái tình trạng mà đang đi làm, ví dụ mình đang chọn ở cái chế độ này hoặc là đây, thì mình cũng có thể cái công việc của mình ghi ra tên của công ty hoặc là vị trí của mình, ví dụ như mình làm chủ thì mình cũng có thể ghi tên của công ty riêng của mình vô đây, địa chỉ công ty của mình vô đây và số điện thoại công ty mình ở đây. Chi tiết của cái sự đến Hàn Quốc nè, mục đích của viếng thăm Hàn Quốc thì là cái gì, thì mình là đi du lịch thì chọn ở đây, mình đi hội họp thì mình ghi meeting conference ở đây, đi để mà khám chữa bệnh thì ở đây, đi làm việc thì ở đây, đi mà để gọi là để kết hôn thì ở đây, đi mà để thăm họ hàng ở đây, một cái gì đó khác, đi mà theo cái dạng mà ngoại giao ở đây, đi mà theo cái dạng mà thương mại ở đây, đi mà để hợp tác thương mại gì đó ở đây, đi để làm công tác làm kinh doanh gì đó thì ở đây ha, một cái gì đó khác thì mình vô đây. Và cái thời gian mình dự định ở là bao lâu, thì khi mà trước khi mình đi lên mình nên để ý một chút xíu, mình sẽ kiểm trước một chút xíu là mình sẽ đi vào cái ngày nào. Ví dụ mình chưa có định được thì mình cũng cứ lên Agoda hay gì đó mình kiếm thử, coi mình chọn đại một cái tên khách sạn nào đó đi. Ví dụ như Yến sẽ chọn là vào cái ngày 29 tháng mấy, tháng 9 chẳng hạn, cho tới ngày mấy, ngày mấy. Thì mình dự định là sẽ nhập cảnh vô Hàn Quốc nè, địa chỉ Hàn Quốc, ghi tên khách sạn, mình ghi cái khu vực đó cũng được. Rồi cái số liên lạc nếu không có thì thôi, tại vì mình ghi cái hotel ở đây được, Yến chỉ ghi hotel thôi chứ Yến cũng không có ghi mấy cái khác. Người này đã từng đi tới Korea trong vòng 5 năm chưa? Tới rồi thì mình nói yes, chưa tới thì là no. Còn nếu mà có, nếu đi rồi thì vui lòng cung cấp cho cái chi tiết của cái chuyến viếng thăm đó. Mình sẽ ghi là đã từng đi tới Hàn Quốc là cái ngày nào, ngày nào, ngày nào mình đã tới rồi ha. Thì mình nếu chưa có thì mình để trống. Còn ở đây là mình đã, người ta hỏi rằng cái người mà nộp đơn này đã từng đi ra đi du lịch ở ngoài nước, ngoại trừ cái nước của người của mình á, như mình đang, mình là người Việt thì mình đã từng đi du lịch nước ngoài lần nào chưa, không bao gồm Hàn Quốc ha. Như mình đã đi Hàn Quốc thì mình đã khai trên đây rồi, nhưng nếu mình đã từng đi Hàn Quốc thì mình đã khai trên đây, ngoại trừ Hàn Quốc ra thì mình đi trong nước nào trong vòng 5 năm. Mình đi Pháp, mình đi Ý, mình đi Mỹ, mình đi châu Âu, mình đi Nhật, mình đi Thái Lan, đi Singapore, mình cũng ghi vô đây. Và cái mục đích mình đi tham là du lịch, rồi đi họp, rồi đi chơi hay gì đó. Và cái thời gian, Yến nhớ là cái quãng thời gian mà Yến ghi cái này thì Yến không nhớ nổi, thì Yến đi nhiều quá. Thì Yến chỉ nhớ là ví dụ Yến đi châu Âu, Yến đi Pháp, thì Yến đi vào tháng 10 của năm 2018 chẳng hạn. Rồi Yến đi Thái vào khoảng tháng 9, tháng gì đó. Chứ cũng không có ghi rõ ràng là ngày tháng năm được, Yến chỉ ghi đại khái vậy thôi, tháng thôi.
là tôi đi Đài Loan từ tháng mấy thôi, và tháng mấy của tháng mấy thôi. Cái đoạn này là cái người sinh, có người nhà, có gia đình, có thành viên gia đình nào sống ở Hàn Quốc hay không. Thì ở đây mình sẽ nói rằng là nếu có thì mình ghi yes ở đây, nếu không thì mình không. Nếu có thì mình sẽ phải ghi rõ ràng tên của người đó, ngày sinh, quốc tịch và mối 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 quan hệ, ví dụ như gọi là family member. Nhưng mà có điều là tất khi là có khi thì là cha mẹ hay là chỉ là cousin hay là cái gì thôi, thì mình cũng khai, nghĩa là họ hàng ở đây, em họ, anh họ hay là gì đó thì mình sẽ ghi ở đây. Hoặc là mình đi thăm chồng mình thì ví dụ ghi ở đây là husband, dạ, cũng là family member ha. Thì cái người mà nộp đơn này đi du lịch Hàn Quốc với bất kỳ thành viên gia đình nào hay không, Yến đi một mình thì Yến ghi một mình, còn Yến không đi một mình thì Yến sẽ ghi tên con của Yến vô. Ví dụ như bây giờ con Yến hai đứa nó quốc tịch Nhật, thì người Nhật á đi qua Hàn Quốc thì không cần visa, cho nên Yến cũng không cần ghi vô làm gì cho nó lộn xộn, cho nên Yến sẽ ghi là Yến đi một mình. Còn tới ngày đó nếu Yến muốn đi thì Yến hai đứa nó tự xách passport đi, đi cùng mua vé máy bay thôi, chứ không cần khai vô làm gì ha. Rồi ở đây là đó là cái cách nghĩ của Yến, còn nếu ai thích thì cứ khai thôi cũng không có sao ha. Tại vì quan trọng, còn ví dụ nếu mà mình đang đi cùng, mình đi cùng một chuyến, đi cùng với một nhóm người Việt với nhau, nhạn mình sẽ ghi con mình đi hai người, gia đình mình đi hai ba người gì đó. Có ai mời mình đi tới Hàn Quốc, có ai gửi thư mời đi tới Hàn Quốc cho mình hay không, thì ở đây là mình không có thư mời gì hết. Tại cái hồ sơ, ví dụ có thư mời nhiều người người ta sợ là khó khăn á, cho nên người ta cần thư mời. Ví dụ đi du lịch Nhật là phải cần thư mời từ người thân nha, còn hàng hoặc bạn bè nha, còn du lịch Hàn Quốc thì không có cần cái thư mời này, nhưng mà họ cũng đưa vô trong cái form là ví dụ như tên của cái người mời, tổ chức, tên người Hàn Quốc là, hoặc là người nước ngoài sống ở Hàn Quốc là công ty nè, hay là cái nơi họ làm việc là cái tổ chức, là cái viện gì đó, ngày sinh của người mời, ví dụ nếu là cá nhân, còn hoặc là một cái công ty nào đó nó mời mình qua để tham quan cái gì đó thì phải có là ngày thành lập công ty, cái ngày mà đăng ký cái công ty đó, rồi mối quan hệ với lại cái người được mời là cái người nộp đơn này là cái gì, ông chủ của công ty kia ở đây, rồi địa chỉ của cái nơi mà gửi cho mình cái thư mời. Ở đây là cái chi tiết khai về cái tài chính, cái chi phí cho chuyến đi này là bao nhiêu, mình dự tính là tôi đi 5 ngày đó rồi xài hết bao nhiêu. Sang dự tính là trong vòng, Yến sẽ đi trong vòng có 5 ngày thôi, thì Yến chỉ ghi có 3.000 đô thôi mọi người. Ai trả cho những cái chi phí liên quan này thì Yến ghi là tao tự trả, by myself. Có ai đó liên quan bao gồm người nộp đơn và cái tổ chức nào hay không, có thể là mình tự trả rồi có ai đó hỗ trợ mình tự trả nữa, không thì mình cũng ghi ra. Thành rồi ở đây tên của cái người người ta trả cho mình, rồi ở đây cái mối quan hệ nếu có nha, nếu có ai trả cho mình thì ghi mối quan hệ vô. Rồi cái thể loại mà hỗ trợ ở đây là cái gì, hỗ trợ ở đây là hỗ trợ là cho toàn bộ cái hành trình nè, do kinh doanh nè, cho cái chi phí du lịch nè, hoặc là ví dụ như có người người ta nói tôi không ở khách sạn thì tôi nói tôi ở nhà bạn, thì coi như là house hay là cái gì đó, rồi tên, cái số điện thoại để liên lạc, có ai hướng dẫn, có ai hỗ trợ mình viết cái form này hay không thì mình nói không, không có thì thôi ha, thì mình ghi chữ không ở đây. Còn ví dụ như mình không biết viết mà mình nhờ ông A bà B, ví dụ một cái công ty dù dịch vụ visa gì đó, những cái dịch vụ visa họ sẽ điền ở đây, những cái công ty mà nó làm dịch vụ visa nó sẽ ghi tên ở đây, và tổ chức hay cái gì đó là công ty travel visa, travel company hay cái gì đó ở đây. Hoặc là mình không biết tên mà chữ viết người khác viết, nói à không phải tôi viết mà anh tôi viết giùm cho tôi, thì ghi vô đây cũng được. Phần này nó chỉ là đọc thôi, khai này kia xong thì mình sẽ ghi ngày, ghi giờ và ký tên ở đây, tên ở đây và ký tại đây. Quy trình của họ, người ta tiếp nhận và người ta sẽ check cái hồ sơ cho mình, sau đó người ta sẽ duyệt cho mình, và sau đó người ta sẽ phát hành cái này, và toàn bộ những cái phát hành này sẽ là online. Đây là toàn bộ cái form, cái form để điền ở trên cái lãnh sự quán Hàn Quốc nha, đơn giản, in ra cũng được, chẳng mình in ra mình điền trước còn thôi, lên cho nó điền cũng rất là nhanh, tại phần điền này không có cái gì phức tạp. Thì sau khi mà mình nộp cái hồ sơ xong, người ta sẽ đưa cho mình một cái receipt như thế này, và ở đây nó có một cái QR code để cho mình vô, mình click vô để mà mình kiểm tra mình có visa hay chưa. Và cái cách thức để mà ở đây người ta kêu mình là cái gì, khoảng trong vòng 10 ngày chẳng hạn, trong vòng một tuần tới 10 ngày thì mình sẽ vô đây, mình gõ cái trang web này vô Visa Go Korea, tay trái á, nó sẽ có cái phần gọi là check application, kiểm tra tình trạng nộp đơn online, tình trạng nộp đơn, và sau đó in ra. Đây là cái trang để mà mình kiểm tra. Đây bây giờ mọi người xem ở phần dưới, sau khi mà mình bấm cái chữ sạch vô thì cái cách của Yến điền là Yến bấm chữ diplomatic ở đây, là cái số passport của mình bỏ vô,
gõ tên và gõ ngày thân sinh của mình vô đây, mình bấm vào đây. Thì nếu mà được duyệt thì họ sẽ ghi cho mình là được duyệt nè. Đây là họ sẽ ghi ở dưới đây. Và sau khi mà mình bấm như vậy á, mình sẽ kiểm tra là có rồi, cái này là đi vô một lần nè. Certificate, bấm vô. Mình sẽ in ra cái tờ giấy này và mình sẽ cầm cái tờ giấy này, mình đi lên, mình cứ thế mình đi Hàn Quốc thôi và mình đi tới cửa khẩu thôi, có tờ giấy này được rồi, người ta không dán visa trên cái passport như ngày xưa nữa. Visa họ cấp cho mình trên cái tờ giấy như thế này. Cái thủ tục để mà xin visa như vậy là coi như xong rồi đó. Một cái điểm rất là quan trọng nữa trong cái vấn đề đi xin visa, và rất là nhiều người Yến đã bị lộn tới 2-3 lần rồi mà Yến cứ quên. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo nó có hai cái địa chỉ. Khi mà mình gõ lên trên Google Maps á, đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo thì nó hay chỉ ra cái địa chỉ này. Cái chỗ này nó không có tiếp nhận hồ sơ xin visa nha. Đây là cái địa chỉ 1732 Minami Azabu Minato City, Azabu. Đây là cái nhà ga gần nhất của vị trí này và đi có 7 phút. Hôm nãy mình cũng quên nói là cái đoạn tiền mà mình bỏ vô để mình chứng minh tài chính á, như hôm nãy Yến khai là khoảng Yến sẽ xài hết khoảng 3.000, Yến bỏ vô chứng minh tài chính là Yến đưa cái sổ ngân hàng của mình, bỏ khoảng chừng 30 lá là được. Hồ sơ để mình nộp xin visa nó sẽ gồm á là cái bộ hồ sơ này đã điền đầy đủ, một cái tấm hình đó 3.5 4.5. Cái Yumin Hồ là cái tờ mình đi ra Shiakuso mình xin rất là quan trọng nha. Và cái thẻ ngoại kiều của mình, cái sổ ngân hàng của mình, chỉ có như vậy thôi. Còn nếu ai có đang đi làm công ty gì đó thì cứ kẹp vô là giấy chứng nhận đi làm công ty, kẹp visit của mình đó, như vậy là đầy đủ rồi đó, hoàn chỉnh rồi đó. Hôm trước Thiển có đi ghé quá cảnh ở ngay chỗ Incheon, Thiển thấy rằng là để vô tới Hàn Quốc là nó vẫn còn kiểm tra bệnh dịch nha. Cho nên ai đã từng có chích ngừa hay cái gì là phải nên đem theo những cái tờ giấy đó nha, những cái tờ giấy chích ngừa để cho mình bước chân vô Hàn Quốc được an toàn, không có vấn đề rắc rối gì. Ok, chúc mọi người xin visa thành công và đi chơi Hàn Quốc vui vẻ.